Vâng, và rất là vui mừng được chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Âm Thanh Số. Và vừa rồi thì chúng ta đã được xem qua những cái đường nét góc cạnh cũng như là những cái góc thu nhỏ, những cảnh cận để chúng ta thấy được vẻ đẹp cũng như là một sự hoàn thiện rất là mỹ mãn của một mẫu vang. Và hiện tại đây là phiên bản K9800 Pro. Và Thế Giới Âm Thanh Số rất là vui khi trong cái dịp rất là gần Tết rồi mà vẫn có sản phẩm mới để phục vụ ra mắt, để chúng ta sẽ sẵn sàng có những cái sản phẩm chúng ta chơi Tết phục vụ cho nhu cầu hát karaoke của chúng ta. Và ở đây K9800 Pro, một sản phẩm mang thương hiệu Ewood, sẽ đem lại cho chúng ta được nhiều những cái sự bất ngờ cũng như là sự hiệu quả trong việc căn chỉnh và can thiệp các tần số để giúp cho những cái bản karaoke của chúng ta nó sẽ được tinh xảo, sắc nét và đặc biệt là vô cùng chuyên nghiệp. Và như chúng ta đã thấy thì trước màn hình đây là một chiếc vang với một cái ngoại hình vô cùng bắt mắt. Một chiếc màn hình rất là lớn hiển thị đầy đủ tất cả những cái chi tiết cũng như là những cái đường, những cái ngõ của chúng ta chọn. Và ở đây thì thêm có cho những cái phần căn chỉnh bên ngoài. Và khi chúng ta là người đã làm chủ được những cái thiết bị âm thanh thì chúng ta tha hồ thoải mái, chúng ta có thể điều chỉnh ở đây để sao cho cái giọng hát của chúng ta nó được hoàn thiện, hoàn chỉnh và nó sẽ hay nhất đối với chính cái tai của chúng ta mong muốn. Và Ewood K9800 Pro là một dòng vang hiện tại thì đang mang cực kỳ nhiều công nghệ. Nó là một dòng vang số nhưng có thể can thiệp được một số những cái thao tác để chúng ta điều chỉnh bằng cơ học. Và ở đây thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua một lần nữa để chúng ta có thể thấy được cái vẻ ngoài, những cái cấu tạo bên ngoài của chiếc vang này. Tất cả đều được hoàn thiện một cách sắc nét và cực kỳ tinh xảo. Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ đi đến phần bên trong. Em sẽ giới thiệu cho các bác những tính năng cũng như là những cái điểm nổi trội, nổi bật. Và trên phiên bản vang này nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái gì thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng khám phá. Vâng, và về tổng thể bên ngoài thì chiếc vang này nó cũng mang cho mình một cái phần kết cấu nó cũng tương đương, tương đối giống với những chiếc vang trước mà Ewood đã đưa ra cho thị trường cũng như là đưa ra cho thế giới âm thanh số. Còn ở trên đây thì ngoài những cái chiếc app này ra, những cái tính năng mà luôn luôn có ở trên những chiếc vang thì ở đây đang cho chúng ta được một bộ xử lý vô cùng tuyệt vời. Đầu tiên chúng ta sẽ khám phá vào về phần ngoài. Phần ngoài thì ở đây những chiếc app này sẽ có chiếc app tăng chỉnh âm lượng của nhạc này, của micro này, của effect, là nó sẽ là một bộ chỗ tổng và chúng ta sẽ tăng giảm trộn nhiều vang vọng nhiều hay ít thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cái này. Và tất cả những cái sự điều chỉnh này nó sẽ đều hiển thị ở trên màn hình. Còn ở đây thì sẽ có một cái chiếc app này là chiếc app vô cực. Nó sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh tất cả những cái tần số mà chúng ta gọi ẩn ở trong chiếc màn hình này. Đây chính là cái phần cơ học mà chúng ta có thể can thiệp được ở trong những cái phần số mà nhà sản xuất đã đều đưa vào trong con vang này. Em sẽ quay gần lại một chút để chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về những cái đường tinh chỉnh ở trên con vang. Trước hết là ở đây thì chúng ta sẽ có những cái cổng chọn ngõ vào Bluetooth, Optical, AUX. Em đang nghe cắm qua đường AUX thì ngay sau khi nhận tín hiệu của AUX thì chúng ta sẽ nghe được nhạc. Tiếp theo ở dưới bên phía bên này, phía dưới phần menu thì chúng ta sẽ có được những cái phần tinh chỉnh và can thiệp của echo tổng này, reverb tổng này, delay này, repeat này. Đấy là những cái chúng ta có thể can thiệp được vào những cái phần tinh chỉnh của micro. Và một điều đặc biệt hơn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau thấy. Đây chính là khi chúng ta vặn cái chiếc app này thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta một tổng hợp mà có tổng cộng là có 8 chế độ hát, bao gồm 4 chế độ hát karaoke gia đình, một chế độ tổng, đây option karaoke, đây chính là cái phần mà chúng ta cài đặt tổng thể. Và những cái cài đặt tổng thể đấy thì chúng ta có thể lưu lại được và đương nhiên là chúng ta sẽ hát theo ý muốn. Còn tất cả những cái cài đặt mặc định 7 chế độ còn lại thì chúng ta sẽ
dùng theo mặc định của nhà sản xuất, và đấy là những cái tiêu chuẩn, những cái bộ trộn vô cùng hay để chúng ta sẽ có thêm những cái sự trải nghiệm. Cái phần outside này đây chính là cái phần mà chúng ta có thể dùng cái tín hiệu hát karaoke này để mang ra những không gian mở, những không gian ngoài trời, và chúng ta con vang này thì sẵn sàng đưa cho chúng ta những sự trải nghiệm ở những cái sân khấu lớn, những cái gọi là những cái bộ dàn chuyên nghiệp để chúng ta phục vụ những cái sự kiện event. Đấy là một cái điểm mà cực kỳ tốt ở trên con vang này. Tiếp theo thì chúng ta cũng có cái chế độ meeting, hội họp. Đây chính là cái chế độ nó sẽ ít echo reverb nhất, và chúng ta sẽ phát biểu ở trên chế độ đấy. Và đương nhiên là những cái chế độ kia là những chế độ mà sẽ giúp cho chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta về phần karaoke, và chúng ta sẽ căn chỉnh cũng như là lựa chọn tùy chỉnh những cái chế độ đấy để sao cho nó phù hợp với giọng hát của chúng ta, phù hợp với không gian gia đình của chúng ta, và phù hợp với chính những cái bản karaoke mà chúng ta đã chọn. Đấy là một cái điểm mà trên những con vang số thì chắc chắn nó sẽ không có. Ở đây trong Marker này, chiếc vang K9800 Pro này nó sẽ cho chúng ta được cái sự trải nghiệm như vậy. Tiếp theo thì chúng ta có thể thấy được những một cái cổng USB. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ có thể kết nối được với máy tính và can thiệp chính những cái tần số ở trên con vang này vào máy tính. Và chúng ta, nếu như chúng ta biết, có hiểu biết về âm thanh, thì chúng ta sẽ lựa chọn và tha hồ chúng ta mày mò ở trên con vang này. Đấy là một điểm cực kỳ rất là đáng giá ở trên con vang này. Đây là những cái cửa mic vào ở đằng phía trước, còn ở phía sau thì chúng ta cũng có những cái cổng vào mic nữa. Trên con vang này thì chúng ta có tổng cộng là có 4 cửa, tương đương với 8 micro không dây. Đấy là một cái sự tiện lợi, tiện lợi ở đây để chúng ta có thể mang con này đi làm event sự kiện. Và ở đây thì em đang kết hợp với cùng một chiếc đẩy. Đây là chiếc đẩy 2 kênh D800. Phiên bản này thì sẽ cho chúng ta một cái mức công suất rất là khỏe, và kết nối với con vang này thì rất là ok luôn. Vâng, mà có lẽ là em sẽ tặng tất cả chúng ta một bài hát để chúng ta nghe, chúng ta xem cái phần trình diễn của mẫu vang K9800 Pro. Nó đem lại cho chúng ta những cái sự hiệu quả như thế nào, nó cải thiện về cái giọng hát của chúng ta như thế nào. Và đây sẽ là cơ sở để chúng ta xuống tiền, cũng như là chúng ta gọi điện đến Thế Giới Âm Thanh Số để đặt hàng. Và trong video này thì em cũng báo giá luôn, giá của sản phẩm 6 triệu đồng. 6 triệu đồng với một mẫu vang cực kỳ nét, cực kỳ xịn, và sẽ cho chúng ta nhiều hơn những cái tính năng của một chiếc vang số bình thường. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mưa. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá trong nỗi nhớ, mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát hiu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương hình dáng ai vòng tay. Tiếc nuối bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi.
riêng một góc trời. Yeah.